Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một cái clip ở trên nhà mình. Mình đang nướng mấy con cá các bạn ạ. Mình cũng mới vừa đi câu về được các bạn ạ. Câu được mấy con cá mình cho xem. Mình đang ở nhà mình các bạn ạ. Đây, thì mình quay cho bạn xem nha. Đây các bạn ạ, cá đây các bạn ạ. Mấy con cá này rất là ngon luôn. Cá Luffy nhỏ các bạn ạ. Ở đây không có cá to đâu. Chỉ mới có một con là có cá to à các bạn ạ. Nướng trên này nướng bằng quạt các bạn ạ. Trên này đang mưa nữa các bạn ạ. Trên Yên Bái đang mưa nữa. Cho các bạn thế nào các bạn. Đây ông chú mình nhá. Ông chú chào các bạn. Mình không chào ấy. Đấy các bạn, đồng ông chú ạ. Mình quay mấy gái mấy đứa các bạn. Đây là thằng em mình. Đây nữa. Chân dài đến mắt. Đây các bạn ạ, nghĩa là gái luôn. Hai đứa em gái. Nghĩa là gái luôn. Đây gái các bạn ạ. Đây. Quay tôi. Chỉ quay tí thôi. Quay chạy nước miếng. Quay cái lụt. Anh nhận cục không? Nhận cục đi. Nhận cục máy thôi. Anh em đang đi bóng. Thấy gì? Đùi trắng như con trâu ấy nhỉ. Đùi trắng thế. Các bạn ơi, đùi trắng các bạn. Để đùi trắng như con trâu ấy. Không luôn. Rất là trắng luôn. Rất là ngon luôn các bạn, sắp chín rồi. Các bạn, nó lắc mông các bạn. Đây các bạn ạ, đây các bạn ạ. Em à, đứa áo trắng đây là vợ sắp cưới mình nhá. Đấy các bạn ạ. Trên này dân tộc kiểu bắt vợ rất là nhanh luôn. Thì kéo về nhà rất là nhanh. Con nào thích thì bắt. Con nào thích là ưng lấy luôn các bạn ạ. Trên nhà sàn rất là được luôn. Bùn. Thay nó bị ngáo. Này thằng em nữa. Ui, bác sĩ bảo đi ạ. Nó xuyên xuyên ngố luôn. Xin chào các bạn nha.